Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm ngày 8 đến ngày 10 tháng 10, tức thứ Bảy đến thứ Hai tuần sau, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Còn Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, ngày nắng và chiều tối cũng như tối có mưa dông. Những cơn mưa có xuất hiện trong đêm nay, sáng mai ở Bắc Trung Bộ, chủ yếu là mưa lượng nhỏ dưới 25mm. Sang đến trưa chiều mai thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất các thành phố từ Thanh Hóa đến Vinh, Đồng Hới cũng như xuống đến Phan Thiết từ 30 cho đến 32 độ, trời dịu mát cả ngày. Qua đợt mưa lũ kéo dài, Nghệ An có xu hướng ít mưa, nắng nhiều trong 4 ngày tới. Lưu ý từ ngày thứ Bảy trở đi thì mưa dông có thể quay trở lại và xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày, có lúc mưa lượng khá, nhất là trong ngày thứ Hai. Do có mưa nên nhiệt độ cũng giảm rõ rệt so với những ngày có nắng, ở mức từ 25 cho đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng dự báo có mưa nhiều trong thứ Hai tuần sau, còn trước đó mưa chỉ xuất hiện về chiều tối. Từ sáng đến chiều thì trời có nắng nhưng không quá nóng, cảm giác dễ chịu, mức nhiệt từ 30 cho đến 31 độ. Và đây là lúc thích hợp cho những kế hoạch du lịch ngoài trời. Về tối và đêm trời dịu mát, nhiệt độ giảm xuống còn 24 đến 25 độ. Ở Tây Nguyên mưa sẽ xuất hiện chủ yếu vào chiều và tối mai, trước đó trời nắng gián đoạn, nhiệt độ các thành phố không nơi nào vượt quá 31 độ. Nếu là người yêu thiên nhiên và ưa thích khám phá thì quý vị đừng bỏ qua dịp săn mây từ đỉnh núi Chư Tan Kra thuộc huyện Sa Thầy Kon Tum. Đến đây thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc mây bay bồng bềnh vô cùng tuyệt đẹp. Khoảng thời gian từ sáng đến chiều trong 7 ngày tới sẽ thích hợp cho hành trình của quý vị. Dự báo trời nắng đẹp với mức nhiệt vừa phải. Lưu ý về chiều tối thì khả năng sẽ có mưa dông, khá bất tiện cho việc di chuyển, để quý vị hãy cân nhắc lịch trình của mình. Thành phố Hồ Chí Minh nắng khá mạnh trong thứ Tư và thứ Năm. Do nắng mạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ở mức là 34 độ, cảm giác nóng rõ nếu ở lâu ngoài trời. Những ngày khác trời dịu hơn, phổ biến từ 31 cho đến 32 độ. Về chiều tối thì vẫn có mưa dông và có thể kèm theo lốc xoáy. Thủ đô Hà Nội sẽ chuyển lạnh và có mưa trong ngày thứ Hai của tuần sau. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ khoảng ở mức là 24 độ, về đêm trời rét 19 độ. Trước đó trong 4 ngày tới thì trời nắng nhiều và khá nóng. Nóng nhất là ngày thứ Năm khi nhiệt độ tăng lên 34 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.